chào anh em nhé. Hôm nay tiếp tục về clip channel cây cảnh, giới thiệu về cây cảnh nhà mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu về khế đi. Đây. Đây. Mình xin giới thiệu về khế. Đấy. Anh em nhìn qua gốc này nha. Đây. Anh em đây nè. Quá đẹp đi. Hàng này là hàng bonsai nhá. Mình mua về mình để bàn cũng được luôn. Hàng mới mình mới bẻ tay xong. Trông nó vẫn còn đơn điệu nhưng mà khi mà về các bạn chăm lên thì cái tay nó dày ra rồi, nó sẽ rất là đẹp. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Bộ đế này. Cái tay. Tay mình hiện tại mình chia là tam đa nhé. Đó. Hai tay chia hai bên và một tay lên trên. Đây. Các bạn về các bạn coi nhé, các bạn xem clip các bạn coi theo. À, mình sẽ quay tổng thể về cái bộ đế của cái cây này. À, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây. À, bộ đế này rất là đẹp, mình đảm bảo luôn, rất là đẹp. Cây liền lạc, không có sẹo, không có sẹo gì hết. Đấy, nhìn các bạn nhìn thấy bộ đế không? Đây. Cái tay thì nó vẫn còn rớt thôi, nhưng mà tay thì cũng nuôi nhanh thôi à các bạn. Về các bạn nuôi khoảng độ 2-3 tháng bắt đầu mình gỡ kẽm ra là lúc đó là nó thành tay rồi thì sẽ rất là đẹp. Đây, khi mà thành phẩm xong rồi sẽ rất là đẹp nha. Còn lại đây, cái bên này thì cái bên này nói chung là nó cũng không được đẹp bằng lắm. Hiện tại mình chỉ có hai cây này thôi. Khế này là khế chùm nhé, khế chùm lớn. Nó cũng không lớn lắm nhưng mà nó thuộc hàng bonsai. Để bàn là cực kỳ đẹp, để trong nhà này nọ là rất là đẹp. Thì cây này nó có cái sẹo đây hơi xấu tí, nhưng mà bộ đế của nó lại cực kỳ đẹp nhá, hình con thú. Hình con thú nằm lên. Vâng. Đây. Thì hai cây này hiện tại bên mình vườn mình đang bán là 350 một cây nha các bạn. À. Khế này mình đảm bảo là siêu trái luôn. Các bạn cứ về các bạn chơi các bạn biết. Khế chùm là loại khế rất là siêu trái. Nó ra bông cái là lên trái. Nha. Khế này là khế ngọt nha các bạn. Đấy. Đây. Đấy. Các bạn kẻ tay này. Các bạn kẻ tay thì nên nhớ là chia tay sao cho nó đều ra. Đây. Đấy. Đấy, quay hai tổng thể cho các bạn coi. Anh em nào mà có nhu cầu thì alo theo mình nhé. Số 0355823389. À. Khế này là 350.000 một em. Giá rất là rẻ nha các bạn. Đây, mình quay cận cảnh cho anh em. Đây. Khế đây. Đấy, các bạn nhìn cái gốc coi. Rất là đẹp thật sự. Hàng khế này thì nó cũng không có nhiều đâu các bạn. Không có nhiều. Mà hiện tại hàng bé này thì mình có 4 chậu thôi à. Nói chung là tay nó cũng chưa có nhiều. Anh em nào mà thích thì mua về bẻ tay lại. Bẻ tay, bẻ chân lại. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, bộ đế nó như là một con thú nha. Đấy. Tay nữa nha. À, đây nha anh em. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn thấy gốc đế nữa này. Rất là đẹp nha. Đây. Em thứ ba này. Đấy. Đây. Em này thì tay nó tương đối dày rồi nha. Tay tương đối dày rồi. Mình về mình uốn ra nữa thôi. Cho nó to cái tay này ra thôi. Đấy.
nói chung là hàng này dễ lắm đấy. Và Phúc nè, nó cũng chia là tam đa rồi. Đây bộ ế của nó này, nhìn, các bạn nhìn thấy chưa? Đây đấy, nó lượn này, cây thật sự hàng này rất là niền nạc. Đây đấy, các bạn nhìn thấy cây, cây không có một vết sẹo lồi sẹo lõm nào nha. À, đây nha anh em. Đấy, mình quay chi tiết cận cảnh này cho anh em coi. Đây, tay nó chia làm ba này, rất là đẹp chưa. Đấy, anh em nào mà chơi về phong thủy thì biết rồi, tam đa tam tài. Đấy, chia ba này rất là đẹp, hợp là đúng là phong thủy luôn đấy. Đây nha anh em. Đấy, anh em nào mà yêu thích khế thì cứ liên hệ mình. Đấy, hiện tại mình mới về, có về đợt này về có 4 em này thôi à, không về có không có nhiều nha. Đây em cuối cùng đây. Đấy, đấy, mình quay tổng thể đây. Đấy, này là tay nhé. Đấy, tay chia rất đều nhé. Cái này thì nó lại hướng về một bên, các bạn thấy không ạ? À? Ừ, nó hướng về một bên thôi, nhưng mà tay nó dày rồi, tay nó dày rồi, các bạn về chỉ việc cắt tỉa uốn nhỏ này thôi à. Đây còn bộ đế của nó này. Đây, các bạn thấy không ạ? À? Rất là đẹp nha. Thì khế chùm hàng bé này mình báo giá luôn là bên mình bán là 250.000 một cây nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình theo số 0355 823 389. Vâng, cảm ơn anh em đã ủng hộ. Vâng. Còn đây là một số chậu cây khế gân nha. Mình xin nói lại là khế gân. Đấy, mình quay tận này, quay những cái gân lên cho các bạn biết này. Đây, khế gân nha các bạn. Đấy, đây, các bạn nhìn thấy không, gốc nó rất là đẹp, nó u nằn lên và tay chia, tay thì tay dày hết rồi, các bạn về không phải uốn tay nữa đâu, mà các bạn chỉ cần chơi 2 tháng nữa thôi nha. 2 tháng nữa thôi các bạn, 2 tháng nữa thôi là các bạn bắt đầu là bẻ gỡ kẽm ra và nuôi cho tay to lên thôi, cắt tỉa sao cho tay nó đều thôi là được rồi. Đây, đấy, hàng này mình uốn sẵn rồi, các anh em về chơi chỉ việc cắt tỉa lên. Đây, cái này á, mình trồng vào một cái chậu lục giác đặt trước cửa nhà thì cực kỳ là đẹp luôn. Khế gân, anh em nào biết chơi thì sẽ biết là khế gân nó giá trị như thế nào. Lô khế gân này của mình cũng không có nhiều à, có 5 cây à. Thì đây, mình sẽ giới thiệu qua. Đây là cây đầu tiên. Đấy, anh em nhé. Đây, cây thứ hai. Đấy, các bạn nhìn thấy coi. Đấy, nhìn cái bộ đế của nó này. Đấy, đây, đây là đế của nó đây nhé. Đấy, nó u ra tận lên đây. Đấy, rất là đẹp đúng không? Đây các bạn. Đấy, à, cây này, cây này đấy, xong rồi là đấy, từ dưới gốc lên 30 phân bắt đầu nó chia tay ra, các bạn thấy không? Nó chia tay ra nhìn rất đẹp nha. Xong rồi lên 20 phân nữa nó chia một tay ra. Đấy, dẫn đến là nhìn tổng thể về cái cây này. Thực sự á, mình quay ở đây nó cũng khó cái là lá khế này nọ là nó che hết mấy cái tay rồi. Chứ không, các bạn nhìn về tổng thể cây của nó đi, rất là đẹp nha. Khế này đa số toàn là dáng tứ diện, tay tứ diện hết rồi, là nó bẻ bốn xung quanh. Đây, đây là em nữa nha. Đây, khế gân nha, khế gân nha anh chị em.
khế gân là nó giá trị hơn rất nhiều so với các loại khế. Đấy, nhìn cây này từ trên xuống dưới này. Đấy, các bạn nhìn thấy không, nó chia tay rất đều này. Đây một tay này. Đấy, đây là tay này, xong rồi sang bên đây một tay này, xong bên đây một tay này, bên đây một tay này, bên kia tay nữa này. Đấy, rồi lên là nó chia hai tay nữa này, tay đây này, tay đây, xong rồi một tay ở đây này. Đấy, tay đây. Cây này là tứ diện rất là đều nha các bạn. Này, đây anh chị em thấy không, cây nó tứ diện lên đến tận ngọn luôn, từ gốc lên đến ngọn luôn. Hàng này là mình uốn cũng khoảng được 2 tháng rồi. Thì anh em là bắt đầu này, bắt đầu là cái kẽm này là nó sẽ ăn vào phía thân. Thì khoảng độ các bạn nuôi khoảng độ 1 tháng đến 2 tháng nữa thì bắt đầu mình nên gỡ kẽm ra để cho tay cây nó phát triển. Lúc đó mình sẽ cắt bo làm sao mà cho tay nó tròn lại là được rồi. Khế gân nha anh chị em. Thì mình xin báo giá lại là khế gân này bên mình sẽ bán với mức giá là 2.500.000 một cây nha anh em. Khế gân hoành nó rơi vào khoảng độ 30 cm, và chiều cao của một chậu cây là có rơi vào khoảng độ từ 80 cho đến 1 m, từ 80 cm cho đến 1 m nha anh chị em. Đây. Đó. Mình quay tổng thể. Chiều cao của cây là từ 80 cho đến 1 m, thì mình trồng một cái chậu lục giác để trước cửa nhà, vậy là cực kỳ đẹp thôi, cực kỳ phong thủy rồi nha anh em. Đây. Đấy. Thì mình xin giới thiệu lại này, hàng khế gân này là 2.500.000 một cây. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ thì liên hệ với mình theo số 0355 823 389. Thôi cũng tối rồi, thôi clip của mình đến đây mình xin tạm dừng nhé. Thì anh chị em nào mà yêu thích thì nhớ đăng ký, like và subscribe kênh của mình. Thì sắp tới mình sẽ cho ra nhiều clip tiếp theo thú vị hơn. Mình sẽ báo giá các loại cây bonsai. Hiện tại bên mình còn cần thăng, còn tùng. Đấy, còn tùng, còn kim quýt và rất nhiều loại cây bonsai nữa. Thì anh chị em nào có nhu cầu làm về cây nào thì comment bên dưới, mình sẽ làm về những clip về cây đó trước nha. Các anh chị em nhớ đăng ký, like và subscribe ủng hộ cây của mình nha. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.